chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình gieo cấy vụ xuân. Các địa phương chuẩn bị điều kiện để thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đầu tư cho giao thông tạo động lực để phát triển du lịch. Các hộ dân tại huyện Khói Châu xuống đồng chuẩn bị vụ hoa cây cảnh sau Tết. Cảnh báo về tai nạn giao thông trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm động viên sản xuất nông nghiệp tại huyện Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, huyện Ân Thi gieo cấy được 3.800 ha, đạt 60% kế hoạch, trong đó gieo thẳng 1.700 ha, cấy 2.100 ha. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành gieo cấy như Đa Lộc, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân, Tiền Phong, Hồng Quang, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi. Huyện có khoảng 900 ha cấy bằng máy, tăng 400 ha so với vụ xuân năm 2023, chủ yếu tại các xã Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc, Tân Phúc, thị trấn Ân Thi, Hồng Quang, Phổ Ủng. Trong đó, huyện hỗ trợ hai mô hình tại xã Nguyễn Trãi và Phổ Ủng với diện tích 17 ha. Năm 2024 là năm thứ ba huyện tập trung chỉ đạo triển khai đưa cơ giới hóa trong khâu gieo cấy. Toàn huyện hiện có khoảng 30 máy cấy. Thực tế sản xuất cho thấy cấy bằng máy có những ưu điểm nổi bật so với các phương thức gieo cấy thủ công, hạ giá thành sản xuất, đặc biệt là giảm áp lực mùa vụ, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng chí Trần Quốc Toản đánh giá cao hiệu quả của mạ khay máy cấy và khẳng định đây chính là động lực để nông dân duy trì sản xuất, không bỏ hoang đồng ruộng, phát huy hiệu quả của tích tụ ruộng đất đưa vào sản xuất quy mô lớn, đồng thời tiết kiệm nhân lực và chi phí đầu tư. Lúa ít sâu bệnh nên giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng chí lưu ý ngành nông nghiệp và các địa phương một số vấn đề. Thứ nhất là làm đất, tổ ải, đợt hai là cố gắng mình phải tập trung ngay cho hoàn thành. Cái thứ hai đó là cấy thì đôn đốc về dân là cấy là trong sớm nhất trong cung thời vụ vì thời tiết nó đang thuận lợi. Cái thứ ba là tôi đề nghị là đi qua thì thấy một số khu vực là bắt đầu nước trong ruộng là có chỗ thì bắt đầu nó khô. Thế bây giờ cái hiện tượng là chúng ta nước bơm đổ ải thì là đã hết rồi. Thế bây giờ cái giữ nước ở các kênh mương lớn để bổ sung cho các khu vực thì đề nghị là chỗ ủy ban với nông nghiệp là chỉ đạo thủy nông ấy, là chúng ta phải sớm nếu như cần thiết là phải khắc phục ngay để có nước cho đổ ải và cũng như là tiếp tục cấy mà hơn nữa là còn duy trì nước để chúng ta còn chăm bón này. Cái ứng dụng của công nghệ trong cày và đổ ải thì tốt rồi nhưng cấy này chúng ta với tỷ lệ thấp. Để tiếp tục chúng ta phải ứng dụng khoa học công nghệ thế nào. Tôi đề nghị ngành nông nghiệp là xem là Hưng Yên chúng ta phải có cái sản phẩm lúa mà nó mang tính chất đặc sản. Không nói là chất lượng cao phải đặc sản. Nhưng ngoài cái lớp thơm Hưng Yên ra thì ta có sản phẩm chứ vẫn là truyền thống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương cần xây dựng các mô hình liên kết trong việc sản xuất mạ khay, máy cấy, tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân thấy được hiệu quả, từng bước xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp sạch và bền vững, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa mang lại lợi ích đối với sức khỏe người nông dân. Bên cạnh đó, tập trung lựa chọn, phát triển, đưa vào cơ cấu trà vụ của tỉnh, các giống lúa chất lượng cao, triển vọng đặc trưng của tỉnh, xây dựng sản xuất theo mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối với sản xuất vụ xuân năm 2024, các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo cấy lúa, đảm bảo hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ, theo dõi diễn biến của thời tiết và sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để phòng trừ đạt hiệu quả cao, giảm ô nhiễm môi trường. Thứ tư nữa là tôi đề nghị. Chiều nay, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự hội nghị phát động Tết trồng cây mùa xuân của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia việc trồng cây, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các địa phương. Nổi bật nhất là phong trào mỗi cựu chiến binh trồng một cây xanh. Năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động mỗi cán bộ hội viên trồng ít nhất một cây xanh, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một công trình cây xanh gắn với việc duy trì chăm sóc, nhân rộng tại các tuyến đường trên địa bàn, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Các đại biểu tham gia trồng cây trên tuyến đường khu dân cư mới ở thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên.
Nhằm lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh bền vững trong cộng đồng, sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng tổ chức trồng hàng cây quân dân tại xã Tân Hưng. Gần 40 cây hoa ban Tây Bắc được trồng để lấy bóng mát tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường tại tuyến đường thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng. Đây là hoạt động trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021-2025 và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong ngày hôm nay, một số địa phương thành phố Hưng Yên tổ chức giao lưu gặp mặt tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024. Nhằm động viên khích lệ tinh thần của tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, sáng nay một số huyện tổ chức giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Ân Thi có 243 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 33 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, có 77 tân binh viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ. Các đại biểu cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình đoàn kết quân dân, đồng thời được nghe giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, được giới thiệu đôi nét về đơn vị nhận quân. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Khoái Châu được trao đổi giao lưu đại diện lãnh đạo đơn vị nhận quân, đại diện quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đại diện mẹ thanh niên và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trong đợt này để hiểu rõ hơn về cuộc sống trong quân ngũ, các chế độ chính sách dành cho quân nhân trong thời kỳ thành ngũ và sau khi xuất ngũ. Cùng với đó, các đại biểu chia sẻ thông tin để các em hiểu rõ hơn về việc đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự lần đầu, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Nhân dịp này, nhiều thanh niên tiêu biểu tình nguyện xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự được Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu khen thưởng. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và của quê hương, gần 190 thanh niên của huyện Văn Lâm đã sẵn sàng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Hai anh em sinh đôi Đỗ Văn Hùng và Đỗ Văn Nam sinh năm 2004 cảm thấy rất tự hào khi trở thành tân binh và được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội. Trong đợt tuyển quân này, Hùng và Nam đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Gia đình chúng tôi truyền thống là ba cụ sinh ra ba anh em, chúng tôi cũng qua trải qua quân ngũ, tôi cũng động viên các cháu là đến tuổi trưởng thành này viết đơn tình nguyện, nói chung là vào môi trường quân đội là được rèn luyện từ lời ăn tiếng nói rồi từ cái tác phong nhanh nhẹn. Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Văn Hoa vui mừng đón các đoàn khách ở thôn xóm, cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự huyện đến thăm chia vui chúc mừng. Chỉ ít ngày nữa, con trai út của anh là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2006, sẽ trở thành chiến sĩ mới. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, nhưng Đức Anh đã xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù cháu chưa đến tuổi nhưng mà cháu đã viết đơn xung phong nhập ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Mong muốn của cháu là được bảo vệ Tổ quốc và trưởng thành hơn. Năm 2024 là xã Trung Trắc được giao chỉ tiêu 18 nam công dân nhập ngũ, trong đó có một nam công dân nhập ngũ công an nhân dân. Đến thời điểm này thì các nam công dân trong diện nhập ngũ tư tưởng rất là tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, huyện Văn Lâm có 188 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc và bàn giao cho 9 đầu mối nhận quân. Toàn huyện có 20 thanh niên xung phong và viết đơn tình nguyện, 100% thanh niên đều có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn huyện triển khai chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo công bằng, chất lượng tuyển quân tiếp tục được nâng cao. Qua quá trình tuyển quân thì chất lượng tuyển quân năm nay so với năm 2013 thì có nâng lên, sức khỏe cũng đã bảo đảm tốt và năm nay thì so với năm ngoái thì chỉ tiêu có tăng 8 đồng chí. Quá trình tuyển quân cũng được chính quyền, các đồng chí vào cuộc rất là tích cực, các công dân thanh niên trên địa bàn các đồng chí đã chấp hành tốt. Đến thời điểm này, mọi công tác cho ngày giao quân đã được triển khai theo đúng kế hoạch,
những thanh niên nhập ngũ năm 2024 đại diện cho thế hệ trẻ của Văn Lâm sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các doanh nghiệp luôn quan tâm ưu tiên đào tạo và nhận vào làm việc đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Là những công nhân có tay nghề, đặc biệt là những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Hân và anh Tuấn Anh ở công ty cổ phần May Tiên Hưng đều có hướng gắn bó lâu dài với công ty bởi sức hấp dẫn của thu nhập trung bình khá cao. Thấy môi trường làm việc ở May Tiên Hưng này đáp ứng tốt nhu cầu lương phúc lợi cho công nhân thì em xin vào đây làm việc. Em làm ở đây là được 9 năm rồi, mức lương của em là 10 đến 13 triệu một tháng. Đối với em là như thế là em thấy rất là thỏa mãn với chi phí cuộc sống gia đình của em hàng ngày ở nhà là rất là thấy là ổn định. Công ty May Tiên Hưng đang có trên 200 người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và làm việc tại đây với mức lương trung bình từ 10 triệu đồng một người trên tháng. Doanh nghiệp ưu tiên người vừa là đảng viên, vừa là quân nhân xuất ngũ có nguyện vọng vào làm việc sẽ được tạo điều kiện học nghề kỹ thuật ngành may và được tuyển dụng vào làm việc theo đào tạo. Bên cạnh thuận lợi về tiêu thụ nông sản, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với nhiều địa phương sẽ giúp ngành du lịch Hưng Yên có điều kiện để phát triển khởi sắc trong thời gian tới. Khi các tour tuyến du lịch kết nối các điểm đến của Hưng Yên với các tỉnh thành trong khu vực sẽ đa dạng các điểm và sản phẩm du lịch, qua đó khai thác được lợi thế và tiềm năng của du lịch Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên có tiềm năng về du lịch văn hóa, với số lượng di tích được xếp hạng quốc gia đứng thứ 3 cả nước, cộng với phong phú các lễ hội truyền thống diễn ra trong năm, nhiều làng nghề truyền thống. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút trên 900.000 lượt khách du lịch, tăng 100.000 khách so với năm 2022. Trong tương lai, con đường kết nối di sản chạy dọc sông Hồng được hình thành sẽ kết nối tour du lịch sông Hồng từ thành phố Hà Nội về các điểm du lịch nổi tiếng của Hưng Yên. Bên cạnh đó, đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, đường vành đai 4 sẽ tạo thuận lợi cho các điểm du lịch của tỉnh Hưng Yên kết nối các tour du lịch với thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Cái việc phát triển hệ thống giao thông nó rõ ràng nó sẽ giúp cho Hưng Yên tạo ra được cái sự kết nối trực tiếp vào các cái tuyến du lịch quốc gia. Đồng thời nó tạo ra cái sự đa dạng trong các cái dịch vụ du lịch, trong các cái sản phẩm du lịch và từ đó nó có thể kéo dài cái thời gian lưu trú của khách, kéo dài thời vụ du lịch và từ đó thì chắc chắn nó sẽ giúp cho Hưng Yên có được một cái điều kiện để phát triển du lịch nó tốt hơn rất nhiều. Trong vòng khoảng 5 đến 10 năm tới khi chúng ta hình thành cái con đường di sản gắn với lại sông Hồng từ Hà Nội về Hưng Yên và một số địa phương thì tôi cho rằng đây sẽ là một trong những cái cú hích rất quan trọng để Hưng Yên phát triển du lịch, trong đó có du lịch di sản gắn với lại một trong những cái dòng sông rất quan trọng của miền Bắc, đó là sông Hồng. Thời gian qua, nhiều người dân tại huyện Kim Động vui mừng phấn khởi bởi nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đã được nâng cấp mở rộng, thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dân thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường phấn khởi vì Tết này được đi lại trên con đường mới. Tuyến đường huyện 72 có chiều dài hơn 1 km chạy qua thôn, nhận được sự hưởng ứng tích cực. Chỉ trong hơn 10 ngày triển khai việc làm đường, toàn bộ nhân dân dọc hai tuyến đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và trong thời gian chờ trải thảm nhựa đường, nhân dân đã vận động nhau đóng góp làm hệ thống đèn đường chiếu sáng và trang trí hai bên tuyến đường để đón xuân mới. Con đường này là con đường mà coi chúng tôi mơ ước từ xưa nay. Và sau khi con đường xong rồi thì chúng tôi lại rất phấn khởi là cái mùa xuân năm 24 lại bắt đầu đến. Chúng tôi đóng góp làm sao cho cái con đường này nó ngày càng đẹp hơn và nó thuận tiện đi lại hơn. Bà con trong thôn, trong xóm rất là đoàn kết và tương trợ nhau trong cái luôn quá trình làm đường cũng như là trong quá trình xây dựng cái hệ thống cảnh quan chung. Bà con tức là nhiều khi tự động mang tiền ra để đóng góp. Đây là những cái gắn kết cái sự đoàn kết chung của nhân dân trong xóm rất là phấn khởi. Năm 2023, thôn Đồng An được xã Toàn Thắng đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường trục chính của thôn với chiều dài hơn 1 km.
Toàn bộ kinh phí làm đường được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của địa phương. Con đường chạy qua nhà văn hóa và hồ điều hòa của thôn khiến cảnh quan, diện mạo làng quê nơi đây đổi thay rõ rệt, gây ấn tượng với bất kỳ ai ghé thăm. Người dân đã cùng nhau trồng hàng cây và hoa ven đường để tô điểm thêm vẻ đẹp làng quê. Chúng tôi bảo nhau dọn vệ sinh sạch sẽ và chỗ thì trồng cây, chỗ thì trồng hoa, làm thế nào cho con đường sạch sẽ và cảm thấy là cái phong cảnh của thôn lúc nào cũng đẹp và chuẩn bị đón xuân lúc nào xuân tươi phơi phới. Đây cũng là một thúc đẩy một cái phong trào của địa phương. Từ khi có con đường này, cũng nhà văn hóa này, cái cao trào văn hóa văn nghệ cũng như tinh thần đời sống của bà con rất là phấn chấn. Trong năm 2013 thì xã đã xây dựng 3 tuyến đường, tổng chiều dài là gần 3 km, tổng kinh phí là trên 9 tỷ đồng. Trong năm 2024, Ủy ban xã sẽ tiến hành tiếp tục đầu tư 3 tuyến đường nữa là các tuyến trục chính của các thôn trên địa bàn xã để nhằm phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, huyện Kim Động đã triển khai đầu tư xây dựng được 81 công trình giao thông, bao gồm đường huyện, đường trục xã, liên xã, đường thôn xóm và đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với tổng chiều dài trên 50 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông phát triển không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong sản xuất sinh hoạt mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Kim Động thêm khởi sắc. Thời điểm này, tại các vườn hoa cây cảnh trên địa bàn huyện Khoái Châu, nhộn nhịp không khí lao động, nông dân tất bật vun tưới, tỉa cành để giúp cây phục hồi sau thời gian trưng bày dịp Tết vào vụ hoa cây cảnh mới phục vụ nhu cầu của thị trường. Gia đình chị Đỗ Thị Thúy ở xã Tư Dân gần 10 năm nay đã quy hoạch trồng hơn 3,5 mẫu đào với trên 1.500 cây. Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, trên 85% số lượng đào trong vườn của gia đình chị được khách hàng mua. Mùa xuân là thời điểm cây sinh trưởng tốt nhất, đây là thời điểm quan trọng để tạo ra những cây đào có thế đẹp cho năm sau. Do đó, các khâu trong quá trình trồng và chăm sóc cây đào đầu năm được gia đình chị tiến hành tỉ mỉ, từ việc xử lý rễ, cắt tỉa cành, xử lý đất, đủ ánh sáng. Các gốc đào phải được vun cao từ 20 đến 25cm để tránh ngập úng. Khi trồng cây ổn định, nó ra rễ rồi thì khoảng một tháng thì mình cho ăn. Đỗ mới lân, giống của nhà mình là tự sản xuất lấy giống chuẩn thì mình làm tự tin hơn, phát triển tốt mà cây hoa của nó cho thu hoạch cũng rất là đẹp. Xã Bình Minh, địa phương nổi tiếng với sản phẩm cây cảnh có múi. Những ngày này mới thấy, dù là thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhưng không khí lao động tại các nhà vườn nhộn nhịp không kém so với thời điểm giáp Tết. Xã Bình Minh hiện có trên 70 hectare trồng quất cảnh. Các nhà vườn ở đây đang tập trung nhân công cắt bỏ quả trên cây, bấm tỉa cành làm đất, chuyển các loại cây giống quất bưởi cảnh vào chum, chậu, lọ lục bình, sẵn sàng một chu kỳ chăm sóc mới phục vụ Tết năm sau. Năm nay có cái hướng là tăng về cái chất lượng cái sản phẩm lên để làm sao mà năm tới mà đưa ra cái thị trường cho người chơi và người dùng là có cái sản phẩm là mãn nhãn. Trước hàng phổ thông thì mình làm cái đằng dù 50 mới nọ đỏ 40. Nhưng mà năm nay là gia đình là có cái hướng là an khai và đi về cái dòng bonsai nhiều hơn. Nông dân xã Bình Minh trồng quất cảnh thì là thu nhập cũng khoảng 200 tỷ. Thì nhân dân cũng rất là phấn khởi hồ hởi và đang bắt tay vào chuẩn bị những nguyên liệu để phục vụ cho một năm mới. Chúng tôi năm nay thì cũng định hướng cho nhân dân là cũng không nên ồ ạt mở rộng diện tích để đảm bảo cho cái lượng cung ra thị trường. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, huyện Khoái Châu cung cấp ra thị trường hàng vạn sản phẩm hoa, cây cảnh các loại. Để nâng cao chất lượng hoa cây cảnh đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, người dân tại các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm hoa cây cảnh. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay tại đường tỉnh 376, đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô 5 chỗ đi từ thị trấn Ân Thi về thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ qua xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã va chạm với xe mô tô đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển mô tô tử vong tại chỗ. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 13 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, tăng 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.